天，派对半天，开心顷刻即送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Tôi nói là cần thông tin tất cả công ty con của Ngân Ba Nhật Bản mà. Thông tin đó đâu rồi? Hả? À, ở đây nè, đại tiểu thư. Những chi tiết khác tôi bổ sung sao? Đại tiểu thư, để tôi làm lại cho cô. Thôi đi, không bằng nữa. Giải tán. À, đại tiểu thư ạ, vậy tôi về làm lại thông tin trước nha. Ừ. Xin lỗi nha đại tiểu thư, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Giờ cô nói xin lỗi có được gì không? Nếu như cô có thể dành lại phòng họp lớn đó thì chúng tôi có ra nông nổi này không? Hạng mục của Ngân Ba tôi chưa có ý kiến gì hết. Một lát gọi cho mọi người họp rồi bàn tiếp. Dạ, dạ rõ. Cô đặt phòng họp lớn chưa? Trước đây cô không có dặn tôi đặt trước. Tôi đặt ngay bây giờ nha. Một lát chúng ta họp. Anh đặt phòng họp lớn chưa? Anh không có đặt. Không phải em kêu người đặt rồi sao? Theo luật cũ, ai tới trước thì được. Mengushi, lập tức tới đó dành phòng họp lớn cho tôi. Dạ rõ. Bên kia, sao còn không đi? Xin lỗi, tôi đã chạy đến nỗi rớt luôn giày cao gót luôn. Cũng không chạy nhanh bằng Andy. Chớp mắt đi. Nói dối sao không chớp mắt? Tính ngu si của cô không phải là giả đò. Ngay cả bản thân khả năng nói dối của mình vợ cũng không biết sao. Tôi nhìn mặt, có chạy cỡ nào cũng nhanh hơn ông già đó mấy con đường. Hay là cô nghe những câu chuyện rác rưởi của Andy nên mềm lòng? Sao tự nhiên hư thang máy vậy? Mấy ai chờ tôi với? Tôi có chuyện muốn nói với cô nè. Đại tiểu thư có dặn tôi dù thế nào cũng không nhường anh được. Cô thua rồi thì đại tiểu thư chỉ chửi có 2-3 câu thôi. Nếu như tôi không nhận được phòng hợp lớn chỗ cô Long nhỏ thì cô ta sẽ đuổi việc tôi luôn đó. Bà nội tôi thì bị bệnh rồi, tôi còn phải chăm lo luôn 2 người em mới ly dị nữa, người già trẻ nhỏ. Tôi không thể mất công việc này được. Anh đi trước đi. Nữ hiệp khiêm nhường. Tôi đã hỏi đồng nghiệp rồi, Andy thật sự có nhiều người nhà phải chăm lo lắm. Thật sự tôi không có gọi sai cô. Mày ngu si. Mày, sao cô còn ở đây? Mọi người vẫn còn ở đây mà. Là vì đại tiểu thư chưa nghĩ được cách. Nhưng phần mà cô phụ trách trước giờ tăng ca đã xong hết rồi. Chúng ta cũng làm việc cho đại tiểu thư mà chuyện photo nhỏ nhặt như vậy cũng không tin tưởng tôi. Đương nhiên không phải rồi. Đại tiểu thư hay đối xử như vậy với thư ký lắm. Cho nên cô đừng để trong lòng, đừng buồn nha. Tôi không có buồn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt phận sự của tôi, làm tốt cho mọi chi tiết, kiểm tra thêm mấy lần để không bị sai. Hy vọng có thể trở thành một thư ký có thể giúp ích cho đại tiểu thư. Cô nhất định sẽ được mà. Đại tiểu thư, nói gì mà vui quá vậy. Tăng ca sớm đi, ngày mai tiếp tục. Dạ, dạ biết đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng về rồi, tôi đợi cô về chung luôn. Tôi muốn kiểm tra một chút chuyện, cô đi trước đi, không cần đợi tôi. Vậy thôi. À, có chuyện này tôi muốn nhắc cô. Nguyên đám Andy, cô đừng có quá mềm lòng với họ, mặc kệ họ đi. Tôi biết rồi. Vậy cô cũng đừng quá trễ, tôi đi đây. Được thôi, bye bye. Tạm biệt. Mengushi, cô gọi điện tới nhà hàng phương tây của khách sạn Trường Đảo đặt bàn giúp tôi. Cô kêu tôi đặt giùm hả? Không lẽ tôi kêu Nhược Thủy đặt hả? Có phải ngay cả đặt bàn cô cũng không biết không? Tôi làm được mà. À, tôi làm. Tôi nói cô biết, cô đừng ở đó mà mềm lòng nói cho mọi người biết chúng ta đang làm gì. Tôi sẽ giữ bí mật. Chuyện lần này gặp ông chủ Ngân Ba, ngay cả người trong công ty cũng không biết. Nhiều người dòm ngó lắm đó. Dạ biết.
Không muốn ăn nữa. Nhược Thủy à, tới giờ gặp ông Phùng rồi. Ừ, là một bắt đầu tốt đó. Trời ơi, ở đâu vậy? Rớt chỗ nào rồi? Peter, giọng nói này quen lắm, có phải là May không? Đúng vậy. Cô có thể giúp tôi không? Tôi rớt mắt kính sắt rồng rồi, bây giờ không thấy anh gì hết. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi trước đi. Tôi kiếm giùm anh. Được, anh ngồi xuống đây đi. Không biết có phải đây chỗ này kia hay không nữa. Cảm ơn cô. Tôi nhớ ra rồi May. Thì ra hôm nay trước khi đi làm tôi quên mang mắt kính sắt rồng. Hả? Không cần kiếm giùm tôi nữa. Cảm ơn cô. Được được, đi thẳng, đi thẳng. Cảm ơn nha. Ba mập đó bình thường đơn điệu lắm, không có dễ hẹn ra đâu. Lần này ông ta chịu gặp chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Dạ biết. Nếu lần này chúng ta có thể hợp tác thành công thì như là hổ thêm đôi cánh rồi. Bốn cái bánh xe đều xì hết, sao lại như vậy? Nhất định có người muốn phá hoại cuộc hẹn của chúng ta với ba mập đó. Không sao, ngồi xe của cậu, cậu chạy xe qua. Ừ. Trời ơi, sao lại đứng đây hết vậy? Xe bị hư rồi hả? Chúng tôi đi trước nha. Bye. Tôi mong cho hai người bị tai nạn. Xe của cậu cũng bị xì hơi luôn rồi. Hả? Xe Mét và Jenny đã dở trò rồi, không muốn đại tiểu thư đi gặp ba mập đó đó. Không thể để cho họ dành cơ hội hợp tác với ba mập được. Tôi không có nói với ai hết, sao họ lại biết tôi đi gặp ba mập? Cô có thể giúp tôi không? Tôi rớt mắt kính sắt trọng rồi, bây giờ không thấy gì hết. Ngồi xuống đi, ngồi đi, ngồi đi. Tôi kiếm giùm anh nha. Người này chắc là ba mập. Ừ. Chào anh. Anh nhất định là anh Lý rồi. Hai vị là... Chúng tôi đại diện tập đoàn Tiếp Long. Tôi là Long Lực Sĩ. Lần này tới để bàn kế hoạch hợp tác của chúng tôi. Hai gì đúng giờ quá, mời ngồi. Ngồi đi. Chết rồi, anh Long Nhỏ và cô Long Nhỏ đang bàn với anh ta rồi. Kệ họ đi, chúng ta qua kia ngồi. Chào anh, tôi là Long Lực Liên của tập đoàn Tiếp Long. Chào cô. Mọi người đừng xa lạ như vậy, cứ gọi tôi là Ba Mập là được rồi. Anh là Ba Mập. Mặc dù tôi đã giảm cân, nhưng bạn bè tôi đã quen kêu tôi là Ba Mập rồi. Cũng hết cách. Chào anh, tôi là Casey, chủ quản phòng luật pháp của tập đoàn Tiếp Long. Chào anh. Hai người này là trợ lý của tôi. Xin chào ông Lý. Mình có thể ngồi xuống mặt bạc không? Xin mời. Rất vui khi được làm quen với anh. Anh Lý, đi thông thả nha, công tiện. Cảm ơn nha. Đi trước nha. Cảm ơn anh. Bye bye. Bye bye. Tại sao có hai người là ba mập vậy? Người ngồi đó là Cường Mập, ngồi chung với chúng ta mới là ba mập. Sao đây, bạn xong xuôi hết rồi hả? Có phải muốn ủng hộ anh Lý muốn thay thế toàn bộ giấy toilet của công ty chúng ta thành giấy bảo vệ môi trường hả? Thì ra là một cái bẫy. Chị cũng đê tiện thiệt đó. Hay là chúng ta tính toán rõ hơn đi. Sẵn luôn cậu tính giùm tôi sáng nay ai xì hơi bánh xe tôi. Cứ được lắm. Chị coi chừng đó. Được. Đại tiểu thư, cô cố tình hẹn Ba Mập và Cường Mập cùng tới nhà hàng này là để anh Long Nhỏ rơi vào bẫy đó hả? Từ khi nào con biết tụi nó muốn nhúng tay vào vậy? Con nhỏ mập đó còn biết trò dơ bẩn nào nữa. Con chỉ cần thả chút xíu mồi thôi là có thể cho cô ta cắn câu rồi. Cảm ơn cô, tôi nhớ ra rồi May. Thì ra hôm nay trước khi đi làm quên mang mắt kính sắt trồng theo. Không cần tìm giùm tôi. Cảm ơn cô. Tôi đã đoán trước được sẽ dở hết trò tiếp cận tôi để lấy thông tin. Không kiếm cô May ngu si thì biết kiếm ai đây? Họ tưởng là lấy được tin ngon nên muốn ăn chặn. Cho nên trước khi chúng ta chưa gặp được Ba Mập thì họ sẽ không dở trò. Đại tiểu thư đã biết được họ sẽ gạt tôi nên mới kêu tôi đặt bàn hả? Cũng may là cô đủ ngu ngốc đó, nếu không họ cũng không mắc bẫy đâu. Đi thôi, về còn làm bản báo giá nhanh cho Ba Mập nữa. Xin lỗi đại tiểu thư, lần sau tôi sẽ cẩn thận một chút. Lần sau cô nên cẩn thận hơn. Cô dự định sẽ xử Peter thế nào? Tôi đã gọi anh ta lên rồi. Hả? Cô muốn tôi xử anh ta như thế nào? Tôi hỏi cô lại hỏi tôi. Anh ta đối xử với cô như vậy, cô không xất anh ta lên nóc nhà là xem như cô có lỗi với mình đó.
Nhưng cô muốn xử anh ta ra sao thì cô tự quyết đi. Tôi đưa ý kiến cho cô. Trán anh ta cứng lắm, cô yên tâm chọc đi. Không chọc được không? Ngay cả Peter cô cũng không đối phó được, sau này cô làm sao làm việc cho tôi? Ra ngoài đi, trán của anh ta đang đợi cô đó. Dạ được. Nếu như mình nghe được bài nhạc Swan Lake, mình sẽ trở nên đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Cái áo tự rách hết hả? Là cô làm à? Ây... Một lát sơ tuyển, tưởng có người tranh giành với mình và Clara nữa chứ. Quá khiến mình thất vọng. Không nói với cô nữa, bye bye. Chúc mừng cô May, cô đã được nhận giai Clara. Cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, cảm ơn cô. Wow, mặt anh không sao chứ? Không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Cũng tại tôi không tốt, tôi không nên nhìn trộm sổ tay của cô. Nếu như tôi không làm vậy, cô Long nhỏ sẽ không tha cho tôi đâu. Cô Long nhỏ đánh anh hả? Không phải, chuyện nhỏ thôi mà. Cô không cần lo lắng cho những người xấu số như tôi. Tôi đáng bị trừng phạt như vậy mà. Điều tôi quan tâm nhất là tôi đã hại cô bị đại tiểu thư chọt trán của cô. Cô ta không làm vậy chứ? Chuyện đã qua rồi, đại tiểu thư không có gì tổn thất, bỏ qua đi. Vậy là tốt rồi. Vậy thì cô không giận tôi chứ? Anh có cần tôi mua chút đá đắp cho anh không? Không cần đâu, cô tỉ mỉ lắm. Tôi thường hay nói toàn tiếp lông này tỉ mỉ nhất là cô May đó. Cảm ơn cô, tấm lòng tôi nhận được rồi. Tôi và gặp đại tiểu thư trước nha. Cậu Hào cho tôi ly cà phê đi. Có liền. Cảm ơn. May. Chị Mary. Sao vậy, sao trễ vậy mới xuống đây ăn trưa? Không cần đâu, tôi mua ly cà phê được rồi. Sao nhìn cô tàn quá vậy? Chị Mary à, tôi chúng ta là đồng nghiệp chưa được bao lâu, nhưng trước giờ cô hay giúp tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Sao cô nói chuyện giống như mình sắp nghỉ việc vậy hả? Cô không phải lạc quan lắm sao? Tôi nghĩ mình không có tư cách ở lại bên cạnh đại tiểu thư. Ngay cả chuyện xử Peter, chuyện nhỏ như vậy tôi cũng không làm được. Cô đừng có nói vậy, chỉ là do cô quá tốt bụng. Tôi cũng có phần phỏng vấn cô, tôi biết mà, cô vừa thông minh vừa lanh lợi. Trong công việc cô có gì không đạt đâu, cô thực sự được việc mà. Nhưng mà đại tiểu thư không nghĩ như vậy. Vậy thì cô sai rồi. Chính tai tôi nghe được đại tiểu thư khen cô làm được việc đó, chỉ là không được cứng rắn thôi. Thiệt hả? Ừ, cô thực sự phải cứng rắn lên mặc kệ bọn người xấu đó. Cô thử nghĩ đi, nếu như cô thực sự nghĩ việc, đối với cô, đối với công ty này, đối với đại tiểu thư mà nói cũng là một tổn thất lớn. Tôi thực sự được à? Đương nhiên là được, là một thư ký tốt. Cảm ơn cô Mary. Cà phê của cô đi. Cảm ơn cậu Hào. Hơi chết rồi. Tôi phải lên nạp bài cho đại tiểu thư, tôi không nói với cô nữa. Cô nhớ nha, đừng mau nản lòng như vậy. Cố lên nha, biết không? Vậy cô mau lên đó đi. Ok, bye bye. Bye bye. Bây giờ, tôi có chuyện muốn nhờ cô nè. Tôi không giúp được cho anh đâu. Cô chưa nghe tôi nói mà, toàn công ty chỉ có mình cô giúp được cho tôi mà thôi. Chuyện gì vậy? Ở đây nhiều người quá, cô đi theo tôi. Đi thôi. Cô chỉ cần chụp một tấm hình cho tôi là được rồi. Tôi biết là cô giúp đại tiểu thư gửi bản báo giá cho ba mập. Chắc chắn cô còn nhật ký kia mà. Không được, làm như vậy có nghĩa là bán đứng đại tiểu thư. Đâu có phải là bán đứng đâu. Tôi chỉ mượn chút thông tin của cô để báo cáo cho cô Long nhỏ biết mà thôi. Hay là vậy đi, tôi chỉ chụp phần trên và tôi giả bộ trung tay chụp không rõ vậy là được rồi. Không thể nào được. Chị May à, xin cô mà, nếu tôi không lấy được thông tin, cô Long nhỏ sẽ đuổi việc tôi đó. Cô cũng biết là tôi có người phải nuôi mà, cháu gái của tôi lại còn phải bị bệnh nữa. Lần trước rõ ràng anh nói là bà nội anh mà. Vậy hả?
À, cái này gọi là nhà dột lại thêm vào mùa mưa. Bà nội tôi bệnh còn chưa khỏe, cháu gái tôi lại đi bệnh viện, cho nên tôi thật sự không thể mất công việc của Tiếp Long được. Cô May à, cô cũng thấy mặt của tôi tệ tới như vậy, có đi xin làm bảo vệ cũng không ai tuyển, cho nên tôi nhất định phải ở lại Tiếp Long này. Nhưng mà tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ không chụp được số tiền. Tôi xin cô mà. Anh chụp thì chụp, nhưng không được chụp tới số tiền đó nha. À, chắc chắn, chắc chắn. Lừa gạt, anh lừa gạt tôi. Tôi chỉ sợ ý tôi mà. Anh tưởng tôi ngu tới như vậy sao? Anh không chụp được số tiền thì anh làm sao nói chuyện với Jenny được chứ? Anh không chụp được số tiền anh kiếm tôi ra làm gì chứ? Có phải anh tưởng là tôi dễ bị ăn hiếp đúng không? Tôi không nói, cô không nói thì sẽ không ai biết. Anh tưởng là tôi ngu tới nỗi tin những lời anh nói sao? Cho dù có lỗi với cô, tôi cũng phải làm một lần. Anh tưởng tôi không biết là anh hay kiếm chắc chỗ tôi à? Hả? Anh tưởng diễn xuất quanh hay lắm hay sao? Anh chỉ là chú Hề thôi. Đừng có suốt ngày làm bộ mặt tội nghiệp trước mặt tôi nữa. Tôi xin lỗi, tôi không chụp nữa có được chưa? Cô bẻ tay của tôi đau quá. Cô buông tay của tôi ra rồi mới nói đi mà. Anh đừng tưởng con gái chúng tôi là dễ ăn hiếp đó nha. Anh lớn như vậy ra xã hội làm thì biết sẽ có hậu quả mà. Cô May à, cô hãy bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì từ từ nói mà. Đừng có như vậy mà. Tôi cũng không muốn đâu. Là anh ép tôi đó. Tôi mà nóng lên đó thì không biết mình sẽ làm gì đâu. Đừng mà, đừng mà, đừng. Anh không phải đi lấy thông tin cho cô Long nhỏ sao? Sao ra nông nỗi đây bị người ta cướp à? Nhìn bộ mặt này không những bị người ta cướp tiền mà còn cướp luôn cả. Đừng có nói được, có được không vậy? Kinh khủng lắm. Chuyện gì mà kinh khủng tới như vậy chứ? Anh gặp ma hay sao? Còn kinh khủng hơn gặp ma nữa. Tôi chọc giận mấy rồi, cô ta thật sự kinh khủng lắm. Câu chuyện vui của anh á, điểm vui là không điểm đó, là không đó. Không đâu, chị May nổi điên lên là một con người khác đó. Anh có từng thấy cô May nóng giận chưa vậy? Tôi đã thấy con cua ăn chúa rồi, cũng chưa từng thấy May nổi giận. Kinh con cua gì mà ăn chúa gì chứ? Cua chân dài ăn cả chúa lẫn vỏ. Có người nói sau khi cô và Andy đi vào cầu thang bộ và sau đó anh ta đi ra thì toàn thân bị thương hết. Có đúng như vậy không? Anh ta muốn từ tôi nhìn trộm bản giá của ba mập, cho nên tôi đã chửi anh ta một trận. Cô cũng biết chửi người khác sao? Cô dữ cỡ nào chứ? Huống chi chửi người ta mà cũng có thể toàn thân bị thương hết hay sao? Cô đánh anh ta hả? Vậy tôi không chỉ chửi mà còn đánh nữa. Trời ơi, cái mà cô đánh cũng chẳng qua là dán miếng băng keo rồi hai hôm lành lại thôi. Đừng nhìn cô ta nhỏ bé như vậy, khi đánh người thật sự rất là hung dữ. Đủ rồi, anh chơi nữa thì chán lắm. Tự anh té xuống cầu thang thôi đúng không? Té cầu thang mà quần áo bị đánh như vậy hay sao? Cô ta không chỉ đánh tôi mà còn lấy kéo cắt quần áo của tôi nữa. Ê, Andy à, bộ dạng của anh xấu cỡ nào, dơ sòm thì ai cũng biết rồi. Nếu như tôi là phụ nữ có cây kéo trong tay thì đâu chỉ cắt rách quần áo của anh tôi, thậm chí còn muốn cắt luôn cả. Cái gì? Tóc hả? Các bông tai của anh bị dơ hết rồi nè. Dơ quá đi à. Anh là nhỏ. Ủa anh đi, sao ra nông nổi này vậy? Đừng nói nhiều nữa, báo giá của tôi đâu? Tôi đã cố gắng hết sức lấy bản báo giá về cho cô, nhưng tôi giành không lại, còn bị mấy hành hạ đến như vậy nè. Anh làm không được việc thế thì thôi, anh làm ơn dùng bộ óc của anh nghĩ ra một lý do tốt hơn đi. Anh tưởng anh bị như vậy thì khỏi bị tôi chửi hả? Thì đó, anh giả đòi tội nghiệp thì cũng vô dụng thôi. Anh vô dụng thì tự nhận đi. Đúng, tôi vô dụng, tôi là phế vật. Xin lỗi hai người. Andy đó, chỉ bị cô đánh có mấy cái thôi mà đi phóng đại vết thương của mình. Rõ ràng là muốn người khác đồng tình với anh ta. Anh ta không muốn bị bà mập đó chửi thôi. Cô đừng có nói anh ta như vậy, lần này là lỗi của tôi. Cô đừng khùng với anh ta nữa. Cô đi hỏi hết toàn công ty coi ai sẽ tin cô đánh anh ta. Anh ta muốn vu oan thì kiếm người khác, kiếm cô hả? Sau này tôi sẽ không bị người khác lừa nữa. Như vậy cũng tốt. Ít ra cô chịu bước ra bước đầu tiên. Sau này cô học giống như tôi, mài nhọn móng tay rồi chọt vào trán để chửi. Wow, khoái lắm đó. Xin lỗi chị May, tôi cũng chỉ là phụng sự làm việc không phải ý của tôi. Cô đừng có để trong lòng nha. Andy, anh không sao chứ? Hiểu rõ,
Hôm qua không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi biết nói như thế nào mà. Tôi không phải là có ý này. Tôi biết lỗi rồi mà. Tôi sau này không dám gặp cô nữa. Trưởng hiệp tha mạng. Tại sao lại như vậy? Làm rách cái áo đầm của tôi thì tự tôi không có gọi dàn gia Clara với cô sao? Cô muốn gì? Nếu cô còn tranh giành với tôi nữa thì hậu quả của cô sẽ giống như con vịt này. Tôi xin lỗi, tôi không giành với cô nữa. Tôi đi nói với trưởng đoàn tôi không diễn nữa. Xin lỗi cô. Tôi cũng không biết tại sao mỗi lần tôi nghe được bài nhạc Swanless thì tự nhiên sẽ khóa lại tâm trạng mà hôm đó bị Flora ăn hiếp, làm ra những chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không đoán được. Tôi không muốn bản chất hung dữ của mình sẽ xuất hiện nữa. Nhưng nếu như tôi muốn tiếp tục ở lại công ty này